Hello, xin chào cả nhà. Và ngày hôm nay Sơn Khai Lai đã có mặt tại bờ sông để mà giống như là quay một cái MV của anh Quốc Mập Lạ Mà Vui. Hôm nay là cái bối cảnh tại bờ sông. Sông này là sông gì anh? Sông Hồ Dầu Tiếng. Sông Hồ Dầu Tiếng rất là lớn và rộng nha. Đặc biệt là ngày hôm nay thì quay cái cảnh là vỏ lãi đồ này kia đó cùng với mọi người. Và hôm nay là sẽ có heo chó rồi này kia, vừa gà vịt nữa, sẽ xem coi là tiết mục tiếp theo anh Quốc mang đến cho mọi người sẽ là như thế nào, và hãy chờ đón xem cái kết quả mà anh Quốc đưa tới khán giả để cho khán giả yêu thích và subscribe kênh YouTube của anh Quốc Mập Lạ Mà Vui. Và bây giờ mọi người hãy chuẩn bị để xem coi anh Quốc sẽ như thế nào nha. Mình đi cắm trại nha. Mình đi cắm trại nha các bạn. Các bạn heo heo ngoan nha. Chạy máy không ta đưa vừa cái này. Yeah. Chào mọi người nha. Hôm nay gia đình Quốc Mập đi, gia đình Quốc Mập đi rẫy, đi cắm trại.
Xích mấy cái chỗ à kiểu kêu anh gì đó xích mấy cái thuyền ra một bên nhẹp bên chỗ đấy để cho chó thủ lên đó đúng rồi. Đúng đúng à, dọn dọn chỗ này cho mấy con chó gà đậu lên đi à, mấy... Lật
không? Đóng quá chết, mày có thù đóng. Lắng xuyên lại, lắng xuyên lại. Thôi thôi đừng 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 để kéo lên nữa, đừng lua nó hoàng. Cho lên nó vào nha. Cho lên vào. Chặt chặt mườn cái bồi ấy, cái gì đó nhốt qua này chứ đừng lâu tối nó. Mườn cái bú đó đó. À, cái bú bú gà đó kìa. Cá nha, cá nấu cháo đây nha mọi người thấy không? Đây nghe cá này, cá nấu cháo này thấy không? Cá ngon nấu cháo này. Mày có nó ăn xong nó có nhột phù lại. Thôi.